Xin chào cả nhà, ở đây là một mái tóc thật là khô sơ, bạn ấy đã tẩy nhuộm rất là nhiều lần rồi và bây giờ đang mong muốn là phục hồi và uốn lại. Thì ở video này thì Nguyên sẽ chia sẻ với anh chị đó là một cái kỹ thuật nhuộm phục hồi chuyên sâu. Nếu mà anh chị muốn làm được ra những mái tóc bóng mượt thì hãy theo dõi hết cái video này. Nguyên sẽ chia sẻ cho anh chị công thức và cũng như là cách làm để làm thế nào đó để chúng ta phục hồi được mái tóc này, nó được mềm mượt trở lại. Thì đầu tiên ở ba thuốc này thì sẽ có là collagen và keratin và nước, đúng không ạ? Vậy thì cấu tạo sợi tóc của mình ấy là 70% keratin, nên là khi mà chúng ta muốn phục hồi được thì bắt buộc phải có keratin anh chị nhé em nhé. Đấy, vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm là 50% là keratin và 30% là collagen và 20% là nước, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh đều và khuấy đều lên. Và sau khi chúng ta đánh đều rồi thì chúng ta sẽ tiến hành trải lên cái tép tóc của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh chị thấy là khi mà chúng ta trải lên thì nó có cái độ loãng vừa phải. Đấy, vậy thì để làm thế nào để phục hồi được thì phải bắt buộc chúng ta cần phải tác động thêm nhiệt độ anh chị. Có nghĩa là keratin thì nó cần phải tan chảy thì tóc nó mới mượt được. Thì anh chị khi mà trải xong thì anh chị dùng máy kẹp bật mà lên. Ở đây thì Nguyên quên quay cái đoạn kẹp máy là, nhưng mà anh chị cứ trải hết xong cái bát thuốc này, anh chị bật máy là khoảng 160 độ, đúng không ạ? Cái máy là của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ bọc giấy bạc vào để khi mà mình là thì nó không bị hỏng cái máy là anh chị em nhé. Chúng ta sẽ bọc giấy bạc vào và chúng ta cứ là chia ra các cái tép tóc khoảng tầm 2-3 cm và chúng ta kẹp từ trong ra ngoài, kẹp từ trong ra ngoài. Đấy, thì đây là cái kết quả khi mà Nguyên kẹp xong. Thì chúng ta trong cái khoảng thời gian kẹp đấy thì sẽ mất khoảng tầm 20-25 phút gì đấy, nó tùy chúng ta kẹp nhanh hay chậm, đúng không ạ? Kẹp lướt đi lướt lại, bao giờ chúng ta thấy là cái sợi tóc của nó gần khô keratin ấy là chúng ta xịt nước vào. Đấy, thì sau kẹp xong thì anh chị thấy là chúng ta trải nó không bị rối, đúng không ạ? Đấy, và đây là cái kết quả khi mà Nguyên kẹp keratin xong. Đấy, thì chúng ta chỉ cần sấy khô là tóc nó đã mượt rồi. Đấy, thì nó tùy vào cái tóc của chúng ta nhé. Ví dụ như là tóc khách hàng mà uốn xoăn thì anh chị cứ trải keratin lên và cuốn trục và chạy nhiệt, đúng không ạ? Còn nếu mà tóc mà người ta thẳng tự nhiên hoặc là người ta muốn duỗi thẳng hoặc là người ta muốn uốn thì anh chị cứ dùng máy kẹp thoải mái, đúng không? Còn đây là mái tóc là Nguyên mềm hóa ở phần ngọn nữa. Đây là kết quả khi mà mình sấy xong, chưa tỉa phần ngọn anh chị em nhé. Đấy, sấy xong thì mình bắt đầu mình tỉa cái đầu ngọn đi. Anh chị thấy là ở cái phần ngọn thì nó có những cái sợi tóc nó hơi khô sơ ấy. Thì sau khi mà là xong thì mình sẽ tỉa đi một tí ở phần ngọn. Đó. Và đây là cái kết quả mà Nguyên uốn nhé. Ở đây thì Nguyên chỉ chia sẻ với anh chị là cái công thức để chúng ta phục hồi thôi. Còn uốn thì nó là cả một quá trình rất là dài nên là Nguyên không quay được ở trong cái livestream này. Thì sắp tới thì Nguyên sẽ có những khóa học về uốn online ấy, hoặc là những buổi chia sẻ riêng về uốn cho anh chị em. Thì đây là Nguyên uốn ở phần ngọn, anh chị thấy là cái kết quả khi mà chúng ta uốn cụp như này thì nó rất là bền. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải phục hồi được cái mái tóc này. Khi mà phục hồi được rồi thì chúng ta uốn thoải mái, kể cả uốn xoăn hay là uốn cụp thì đều được nhé. Còn mái tóc này thì Nguyên uốn trục 22, uốn trục 22 nhẹ nhàng, nó cụp chỉ cần cụp nhẹ nhàng thôi. Và đây là kết quả khi mà mình sấy khô tự nhiên anh chị em nhé. Chúc cho anh chị em thành công. Nếu mà anh chị thắc mắc thì cứ kết bạn Zalo của Nguyên nhé.